nghệ phát triển, mạng xã hội làm mưa làm gió, game thịnh hành. Tất cả đều là tiện ích để phục vụ con người, nhưng cũng vô tình làm giảm đi nhu cầu giao tiếp thực tế để chúng ta ngày càng xa nhau hơn. Đối với lứa tuổi học sinh, nhất là các em mới bước vào trung học thì sẽ có nhiều thay đổi về tâm sinh lý. Thời điểm này, các em đang bắt đầu định hình bản thân. Vì vậy mà ngoài kiến thức trên trường, học sinh còn cần hơn những kiến thức thực tế, các kỹ năng giao tiếp, ứng xử, làm việc nhóm để phát triển bản thân. Vừa qua, trường Trung học cơ sở Huỳnh Khương Ninh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chuyến tham quan nhà máy mì Ace Cook cho các em học sinh lớp 6 và lớp 7 của trường. Mỗi lớp sẽ đại diện 3 đến 5 học sinh tham gia. Buổi tham quan nhằm cung cấp thêm những kiến thức thực tế và tạo điều kiện để các em giao lưu, kết nối nhiều hơn. Cái việc mà mạng xã hội phát triển thì cũng cuốn theo việc là các em sử dụng điện thoại rất là nhiều, sử dụng những cái thiết bị công nghệ, thì đa số các bạn học sinh sẽ dành những cái thời gian cho cái việc sử dụng những cái thiết bị đó mà ít có những cái hoạt động trải nghiệm như thế này. Thì mình nghĩ là cái việc mà các bé được tự mình trải nghiệm những cái hoạt động như thế, nó góp phần làm cho các bạn phát triển thêm những kỹ năng, chẳng hạn như là giao tiếp, ứng xử chẳng hạn, thì rất là tốt cho các bé trong cái giai đoạn mà các bạn đang định hình cái bản thân của mình. Trong buổi tham quan, các em đã có cơ hội tận mắt chứng kiến quá trình làm ra những gói mì và được cung cấp thêm nhiều kiến thức thú vị về ngành thực phẩm. Các em cũng mạnh dạn đặt ra những câu hỏi, tham gia thảo luận nhóm, các hoạt động trò chơi. Theo mình thì những cái hoạt động ngoài thực tế thế này sẽ giúp ích được cho các bạn rất là nhiều. Thông qua những cái hoạt động mà chương trình của mình đã tạo ra thì các bạn có thể là tự tin phát biểu, bày tỏ ý kiến của mình, hoặc là cũng có những hoạt động nhóm thì các bạn có thể là gắn kết với nhau nhiều hơn, đoàn kết với nhau hơn thông qua những cái hoạt động chung như vậy. Chuyến đi thực tế đã kích thích sự tò mò khám phá và khơi nguồn sáng tạo. Quan trọng hơn là giúp các em có cơ hội tiếp xúc với dây chuyền nhà máy thực tế, nhân viên làm việc thực tế, từ đó phát triển kỹ năng giao tiếp và sự giao lưu kết nối với thế giới xung quanh. Tại bình thường thì con sẽ kiểu như là lớp nào chơi riêng lớp đó, nhưng mà sau khi đi chuyến tham quan tới nhà máy Ice Cook thì con đã chơi thêm được với nhiều bạn, với nhiều em khác ở khối lớp 6. Dạ, thì con thấy là con tham quan xong thì con hiểu thêm được về những cái thành phần trong gói mì và những cái mà người ta làm, cách mà các cô chú làm việc, thì tìm hiểu thêm được vài loại máy móc mới nữa. Chuyến tham quan nhận được rất nhiều sự quan tâm, hào hứng và thích thú của học sinh. Qua đó cho thấy cần nhiều hơn những chuyến đi thực tế như thế này để giúp các em phát triển kỹ năng mềm, tăng thêm kết nối với xã hội.